đấy. Chuột bao tử anh em mình bắt được chuột nhà mình không lấy mấy phần to là chuột nhỏ.
anh em cho nó nhiều này. Có chuyện chút hóa rất là nhỏ nha. Đâu dự như nhỏ ra nha nha. Vời em ạ, mình cứ phải nhắc nhủ như tí là mình cũng phải chơi bộ phận đầu nhá. Rất tuyệt vời. Con chuột này nó ngọt lắm các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Và những video sau giờ anh em mình đã thưởng thức hết một lô chuột rồi, thì anh em biết cái món đồ dân dã này thì rất là tốt và ngon. Thì anh em thấy video anh em mình nhớ hay thì like, subscribe, chia sẻ cho anh em mình nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Xin chào nhé, chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.